Không phải Gia Cát Lượng, Quách Gia hay Tư Mã Ý, đây mới là người thông minh nhất Tam Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến thời đại Tam Quốc, chúng ta không chỉ nhắc đến cái thời kỳ loạn lạc, chiến tranh đẫm máu bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc giữa ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô, mà còn phải nhắc đến các anh hùng, các vị quân sư, quân sự, các nhà chính trị tài năng kiệt xuất như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quách Gia, Chu Du, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, vân vân. Mặc dù có thời gian tồn tại tương đối ngắn khoảng 60 năm, từ năm 220 đến năm 280, nhưng có thể nói Tam Quốc là một thời kỳ lịch sử được người đời từ cổ kim bàn luận, nói chuyện nhiều nhất. Không những trong chính sử mà Tam Quốc còn được tiểu thuyết hóa trong văn học và rất nổi tiếng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và các nước Đông Nam Á. Nó được chuyển thể thành các vở kịch, tiểu thuyết, chuyện dân gian, chuyện giã sử cũng như trong phim ảnh, phim truyền hình nhiều tập và trò chơi điện tử. Nổi bật nhất trong số đó là tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, là một danh tác kinh điển của Trung Quốc. Gia Cát Lượng của nhà Thục Hán được người đời vinh danh là nhân vật hiện thân của trí tuệ anh minh. Tư Mã Ý được cho là bậc thánh tu luyện, đức ẩn nhẫn đạt đến cảnh giới tối cao. Còn Quách Gia là một bậc kỳ tài có học vấn tinh thông, sâu sắc, lại có mưu lược cao siêu thấu hiểu sự việc. Tuy nhiên, lại có một nhân vật được các sử gia và nhà phê bình đánh giá là thông minh nhất thời đại Tam Quốc, hơn cả Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng và Quách Gia. Vậy người đó là ai? Đó chính là Giả Hủ. Giả Hủ là người cơ mưu bậc nhất Tam Quốc, nhưng cũng có tâm đại nhẫn không kém gì Tư Mã Ý, và có một cuộc sống viên mãn với kết thúc có hậu nhất. Giả Hủ sinh năm 147, mất năm 224, tự Văn Hòa, người huyện Cô Tăng, quận Vũ Uy, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. Khi còn trẻ, Giả Hủ là người có học vấn, nhưng khả năng của ông thì người đời chẳng ai biết đến. Chỉ có một nhân sĩ ở Hán Dương là Diêm Trung, khi tiếp xúc với ông mới cho rằng ông là người khác thường và có tài lạ của Lương Bình, tức Trương Lương và Trần Bình, là những khai quốc công thần thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm thời Hán Sở tranh hùng và Tây Hán. Thời kỳ phục vụ Đồng Trác năm 185, Hàn Toại ở phía Tây Bắc liên hiệp với các bộ lạc ở Tây Lương bắt đầu nổi dậy. Nhà Đông Hán phong cho Đồng Trác làm tổng chỉ huy quân đội để chinh phục các cuộc nổi loạn ở đây. Với danh tiếng của mình, Giả Hủ được Đồng Trác phong làm mưu sĩ cùng tham gia chiến dịch. Giả Hủ đã hiến kế sách quan trọng giúp cho Đồng Trác giành thắng lợi trong cuộc đàn áp này và phát triển thực lực của ông ta. Đó chính là điều kiện để sau này Đồng Trác tiến vào Trung Nguyên. Sau này, các chư hầu do Viên Thiệu cầm đầu nổi dậy chống Đồng Trác. Trác thua trận bỏ Lạc Dương, mang Hán Hiến Đế về Trường An, Giả Hủ đi theo. Vào năm 192, Đồng Trác bị Lã Bố giết ở Trường An. Giả Hủ khi đó cùng các bộ tướng của Đồng Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế và Phan Trù đang đóng quân ở ngoài. Lý Thôi xin Vương Doãn tha tội, nhưng Vương Doãn không đồng ý. Giả Hủ hiến kế cho Lý Thôi tập hợp quân đội để chiếm Trường An để trả thù cho Đồng Trác. Năm 199, Viên Thiệu gửi cho Trương Tú đề nghị ông ta cùng tham gia chinh phạt Tào Tháo. Trương Tú muốn chấp nhận yêu cầu, tuy nhiên Giả Hủ khuyên Trương Tú không nên theo Viên Thiệu. Sau đó, qua cân nhắc tình thế, Giả Hủ khuyên Trương Tú đầu hàng Tào Tháo. Giả Hủ sau đó trở thành mưu sĩ cho Tào Tháo và tiếp đến là Tào Phi. Giả Hủ đã giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu ở trận Quan Độ với mưu kế cắt đứt nguồn cung cấp lương thảo của Viên Thiệu trong trận đánh Ô Sào. Đó là chiến dịch bản lề cho chiến thắng của Tào Tháo trong trận Quan Độ. Sau trận đánh này, Tào Tháo đã cơ bản thống nhất Trung Quốc. Năm 208, Giả Hủ khuyên Tào Tháo rằng không nên đánh Đông Ngô, nhưng ý kiến này không được chấp nhận và kết quả là Tào Tháo đã đại bại trong trận Xích Bích. Sau đó, vào năm 211, quân Tây Lương do Mã Siêu và Hàn Toại cầm đầu tấn công quân Tào ở Đồng Quan. Tào Tháo dẫn quân đánh trả và bị bại trong trận Đồng Quan. Giả Hủ khiến kế cho Tào Tháo ly gián Mã Siêu và Hàn Toại bằng việc xóa bức thư gửi cho Hàn Toại và thông báo cho Mã Siêu biết, gây nghi ngờ nội bộ. Kế sách này mang tính then chốt của chiến thắng của Tào Tháo trong chiến dịch Đồng Quan. Giả Hủ là một người ủng hộ cho Tào Phi, con trai cả của Tào Tháo trong việc giành ngôi thái tử. Ông đã gây xung đột giữa Tào Tháo với Tào Thực, góp phần đem lại thành công trong việc lựa chọn Tào Phi làm thái tử. Tào Phi từng đến hỏi Giả Hủ cách thuật củng cố địa vị. Giả Hủ nói: xin tướng quân nêu cao đức lớn, rộng lòng độ lượng, hết mình với công nghiệp của kẻ sĩ, sớm khuya chẳng trái đạo làm con, chỉ như thế mà thôi. Tào Phi theo lời ấy rất nỗ lực tự rèn giũa mình. Sau này, khi Tào Phi bãi bỏ Hán Hiến Đế và tự phong cho mình làm hoàng đế năm 220, ông ta có dò hỏi Giả Hủ xem thực lực của nước Ngụy liệu có đủ sức tấn công Đông Ngô hay Thục Hán hay không. Giả Hủ cho rằng thực lực quân Ngụy vẫn chưa đủ sức để tấn công Ngô hay Thục. Tào Phi không nghe lời ông và một lần nữa phải chịu một thất bại lớn khi đánh Đông Ngô. Trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ bình luận về Giả Hủ rằng: Giả Hủ toan tính cơ đồ không hề sơ sót, đạt đến mức thấu hiểu sự quyền biến, đại khái là gần được như Lương, như Bình vậy. Nhà văn và nhà sử học nổi tiếng Trung Quốc Dịch Trung Thiên bình luận Giả Hủ có thể là người thông minh nhất thời đại Tam Quốc. Nhiều miêu sĩ thời Tam Quốc có kết cục không hay, như những người bên Tào Tháo, có người chết yểu như Quách Gia, có người phản lại Mao Giới, có người chết thần bí như Tuấn Úc, có người chết oan như Hứa Du. Giả Hủ thì an nhàn vô lo, sống đến trọn đời. Dịch Trung Thiên cũng cho rằng Giả Hủ là người thông minh, giỏi biết tính người, nhìn thấu tâm tư người khác. Giả Hủ liệu việc như thần là vì hiểu người như thần, biết người cũng tự biết mình. Sau khi đầu hàng Tào Tháo, Giả Hủ hiểu rõ thân phận địa vị của mình. Một người đa mưu nhiều kế luôn là đối tượng để quân chủ lợi dụng và đề phòng. Vả lại, Giả Hủ cũng mang tiếng là phản đồ, nên có thái độ đối nhân xử thế hết sức dè dặt. Giả Hủ bắt đầu ít nói, ít khi bày mưu kế, không mấy giao du bạn bè. Việc hôn nhân của con cái cũng không dám kết thân với hào môn vọng tộc. Giả Hủ khép mình rất chặt, thực sự là rất thông minh. Đương thời, thiên hạ đàm luận về mưu sĩ trí tuệ thì ai nấy đều rất tôn sùng ông. Một nhân tài như vậy có thể nhẫn nhịn ẩn giấu trí tuệ của mình đến mức như thế, thì ngoài Giả Hủ ra thì không thể tìm được người thứ hai.